Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái mô hình nuôi bọ mini tại nhà của mình để cho quý anh chị em hay là bạn bè nào mà có nhu cầu mua thú cưng về làm pet hoặc là có nhu cầu nuôi để kinh doanh giống như mình thì có thêm cái kinh nghiệm và cái kiến thức trong cái lĩnh vực này ha. Thì đầu tiên về cái chế độ cho ăn những cái bé bọ của mình, thì mình chia sẻ với các bạn, thường thì những bé bọ các bạn cho ăn cỏ tươi thì nó sẽ đi cái phân, nó có cái mùi hôi khá là nhiều, nên để cái hạn chế mùi hôi trong cái việc mà nuôi ở chung cư hoặc là nuôi ở thành phố thì các bạn nên cho nó ăn cái loại thức ăn là cái cỏ khô, giống như mình cỏ khô, cám và nén nâu. Thì như vậy thì cái thức ăn của nó, thì như vậy thì lúc nó đi vệ sinh á, nó sẽ đỡ hôi hơn là các bạn cho ăn thức ăn tươi ha các bạn ha. Ngoài ra thì mỗi ngày mình sẽ cho tụi này nó ăn hai cữ chính, là một cữ sáng và một cữ chiều. Đó là hai cữ thức ăn chính của tụi nó. Còn nước của mình thì đa phần mình sẽ cho uống nước có vitamin C pha trong vòng 3 ngày trên một tuần. Thì đối với nước pha vitamin C á, thì mình nên chú ý về cái thời gian để nha bạn. Nếu mà trong trường hợp con bọ mà 1-2 ngày nó chưa uống hết thì các bạn nên thay nước đi. Nếu mà các bạn không thay nước thì cái nước nó sẽ bị hư, thì con bọ nó sẽ không thèm uống luôn nha bạn. Và khi uống vô thì nó cũng sẽ rất là dễ gây đau bụng và đi ngoài cho tụi nó. Thì đây là cái dàn bọ giống của mình. Thì nhiều bạn thắc mắc đây là dòng bọ gì, thì mình chia sẻ lại nói thêm. Thì đây là dòng bọ ú Cali, một cái dòng bọ mà nhập từ bên nước ngoài về và sinh sản ở Việt Nam thì có giá trị kinh tế khá cao. Thì với một cặp bọ giống thì có giá trị lên tới từ 5 đến 10 triệu đồng nha các bạn, tùy vào độ đẹp của từng con. Còn những con baby thì có giá cũng là khoảng 1-2 triệu một con, tùy được cái hoặc là tùy độ đẹp của tụi nó. Thì sau khi mà bọ ú mình nuôi trong chuồng lớn mang bầu và sinh con thì mình sẽ tách đẻ ra như vậy. Thì đây là những chuồng và đang có bọ mẹ chăm bọ con nha các bạn. Thì bọ con khoảng tầm 2 tuần tuổi là mình có thể tách mẹ lại được rồi. Và những cái con nó sẽ có thể ăn uống chủ động mà không cần phải sự chăm sóc của bọ mẹ nữa. Những cái chuồng này là mình đã tách mẹ ra rồi nè các bạn. Và đây là những chú bọ thương phẩm. Thì những bé này có giá từ 1 đến 2 triệu. Còn những cái bé nào mà không có đẹp thì mình sẽ bán giá rẻ hơn. Hoặc nếu trong trường hợp các bạn không có chuồng lớn thì các bạn có thể phối ép đẻ cái mô hình chuồng nhỏ như vậy, là một chuồng là một cặp, một đực một cái. Thì khi mà phối thì khoảng trong khoảng thời gian tầm 1 đến 2 tuần thì sẽ có kết quả nha các bạn. Thì khi có kết quả mình sẽ nhìn cái con cái bụng nó bự thì mình sẽ biết là nó có bầu nha các bạn. Ví dụ như con này là đã có bầu rồi nè. Đó, con này là màu broken. Đây là những cái chú bọ giống của nhà mình. Thì tiêu chuẩn để lựa một chú bọ Cali giống là mũi đen, tai đen, mặt ngắn. Ví dụ như những cái con giống như vậy. Đó, những con này là làm giống rất là tốt và giá trị rất là cao. Còn đây là bé được giống nhà mình, tơ mới lên luôn các bạn. Thì mô hình này rất là phù hợp cho anh em nào mà đi làm công ty, làm công nhân, làm văn phòng hoặc là làm việc full thời gian. Như mình, mỗi sáng thì các bạn bỏ thời gian khoảng tầm 10 phút cho tụi nó ăn. Và buổi chiều khi đi làm về thì mỗi ngày hai cữ như vậy thì là được rồi. Còn thức ăn thì các bạn cứ để sẵn hay nén thức ăn khô trong chuồng cho tụi nó một ngày thì tụi nó sẽ chủ động là tụi nó ăn. Và một tuần thì mình sẽ vệ sinh cái chỗ nuôi của mình một lần nha các bạn. Các bạn nhìn cái chỗ nuôi của mình khá là sạch sẽ luôn. Tại vì cái tụi này nó ăn uống, nó đi phân, thì chủ yếu là nó đi trên cái cây phân của tụi nó, thì mình chỉ cần mang cái đó đi quăng bỏ vào thùng rác là được. Còn nếu anh em nào ở quê mà làm cái mô hình giống mình, nếu mà cái chuồng inox như vậy thì chỉ cần xịt nước cái chuồng inox thôi là nước nó sẽ có cái lỗ thải, nó thải ra cái lỗ thải luôn mà không cần phải hứng như mình. Rất là tiện và tự động. Hy vọng thì anh em xem được video của mình thì sẽ càng cái thúc đẩy cái phong trào nuôi bọ cũng như là cái nuôi mấy cái con thú cưng này ở Việt Nam ngày mình càng phát triển hơn. Thì hiện nay trên thế giới thì đã có nhiều cái cuộc thi
bản thi và những cái con bò ú này. Tuy nhiên Việt Nam mình thì chưa có các anh em đấy, thì hy vọng cái phong trào nghề nó càng phát triển để anh em nuôi bò cũng nuôi kinh doanh mua bán có thêm kinh tế để lo cho gia đình. Và các anh em nào mà đang nuôi kinh doanh chăn nuôi thú thịt đó, bán thịt, thì cũng có thêm một cái môn mới để nuôi, để đam mê, để thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu mua bò thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0346870726. Mình xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video sau nha. Cảm ơn anh em đã xem video này.